Chuyên không lâm người bình thường mà nhờ thế giới đầu tiên tập 96 Linh Phun Bồ nằm dự phòng mà tại nhà. Nhân lúc còn nóng hổi ta còn cách sáu nơi đầu. Tuy công pháp vẫn chưa hoàn thiện nhưng là bức tranh chữ do niệm phẩm cả cả anh tặng đã gì cho ta. Buộc phải đặt một cái tên thật kiều cho công pháp này mới được. Ui, nên gọi là thôn cái gì mới được đây? Người lợi hại nhất ở trong Tây Du Ký, anh như là ở thiền cung. Có điều thiền cung chắc chắn không lợi hại bằng niệm phàm kè kè. Niệm phàm kè kè của mình còn lớn hơn trời nữa đó. Vậy thì hãy gọi là thôn thiền. Dạ, không nhóm tay vào được rồi. Ta cũng rất muốn tham gia. Nhưng ta là ai? Ta đang ở đâu? Ta rất phế. Tại sao lại không cho ta gia nhập đi? Thời tiết rất đẹp. Cầu xin các người đó giới thiệu ta với. Ta không nhìn nói nữa rồi. Ôi, tại sao ta lại không có pháp khí chứ? Đã nói là cùng nhau đánh rồi mà chỉ có ta là dư thừa ở tính tự ở nhục rất là cao, ta rất là cô đơn đó. Hử? Bây giờ giờ chú cơ tốt rồi, nhóm trưởng thời cơ dung nhập nè. Liệu giờ ta rút cuộc đã đắc tội vì ai? Đã nói các ngươi phải như vậy chưa? Còn trách thì trách các người qua không hết. Nếu có lòng hối cải thì nhớ đầu thai kiếp sau làm người khiêm tốn thân thiện một chút. Có một vài người tuyệt đối không thể đắc tội được đâu. Do hiếp người quá đáng, hiếp người quá đáng. Lão tổ à, người mở mắt mà nhìn đi. Liệu già ta đã bị người ta ức hiếp rồi? Liệu già sắp bị giết rồi? Liễu gia từng có tiền nhân phong quang một đời lại rời đến nước này cũng từng là khiến người ta suy sầu. Con đường tiên phàm bị đứt, phàm nhân không trở thành được tiên nhân, tiên nhân cũng không xuống dưới được phàm giới. Liễu gia giờ là chấm hết rồi. Con cháu của Liễu gia, Liễu Tinh Hà, nguyện dâng hiến toàn bộ tu vi của mình. Mời lão tổ giáng lâm. Cứu, cứu lấy Liễu gia. Dạ, chủ mất rồi. À, môn đồ không muốn chết thì giải tán đi, ta cũng không muốn đuổi cùng với tận. Cơ nghiệp của Liễu già là tài sản bất nghĩa, ta bây giờ hủy nó. Mộng bạc cảnh được hưởng yên bình. Từ nay về sau, giới tu tiên không còn Liễu già nữa. Cái gì? Ai nói giới tu tiên không còn Liễu già ta nữa chưa? Ui, khí tức này là ai nói giới tu tiên không còn Liễu già ta nữa? Ui, là tiên nhân.